buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ đô la Úc, đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ của chuyên viên Tuấn Anh đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp đô Úc, đô Mỹ đã giảm 0,2% trong phiên gần nhất. ATR di chuyển vào khu vực biến động thấp. Cặp đô la Yên Nhật đã tăng 0,1% trong phiên gần nhất. Stochastic chuyển mạnh sang khu vực tích cực. Cổ phiếu của Facebook đã tăng 5,1% trong phiên gần nhất. Chỉ báo Hai Lao di chuyển mạnh vào khu vực tích cực. Giá dầu thô đã giảm 14,6% trong 3 phiên gần đây. Stochastic chuyển mạnh sang khu vực tích cực. Xin cảm ơn và giờ đây xin phép được chuyển sang các tin tức mới nhất về thị trường tài chính thế giới. Euro chờ đợi dữ liệu về niềm tin. Đồng euro có thể phải đối mặt với áp lực bán tháo nếu chỉ số niềm tin kinh tế của khu vực đồng euro tô đậm thêm tình hình ngày càng xấu của các nước. Lượng sử dụng Skype tăng vọt. Microsoft cho biết lượng sử dụng nền tảng gọi video của họ Skype đã tăng 7% vào tháng 3 so với một tháng trước đó. Dầu giảm xuống dưới mốc 20 đô la. Giá dầu đã giảm thêm 9% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 khi cuộc chiến giá cả đang trầm trọng hơn bởi Covid-19. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong ngày hôm nay. Chỉ số Readbook của Hoa Kỳ sẽ được phát hành vào lúc 12:55 GMT, tín dụng khu vực tư nhân Úc lúc 0:30 GMT, nhà xây mới ở Nhật Bản lúc 5:00 GMT, GDP của Anh lúc 6:00 GMT, doanh số bán lẻ Thụy Sĩ lúc 6:30 GMT và CPI của khu vực đồng euro lúc 9:00 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thật sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.